Ngày 29 tháng 3, tỉnh Bến Tre phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre. Đây là cây cầu thứ hai có quy mô lớn bắc qua sông Tiền nối Tiền Giang-Bến Tre. Theo ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 17,6 km, quy mô 6 làn xe, 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ. Vận tốc thiết kế là 80 km/h. Đây là dự án đầu tư công với tổng kinh phí trên 5.175 tỷ đồng từ ngân sách trung ương. Vị trí xây dựng cầu Rạch Miễu 2 cách cầu Rạch Miễu hiện hữu khoảng 3,8 km về phía thượng lưu. Điểm đầu giao cắt giữa quốc lộ 1 với đường tỉnh 870 thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Điểm cuối kết nối với quốc lộ 60 tại đường dẫn cầu Hàm Luông thuộc thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Từ khi cầu Cổ Chiên đưa vào sử dụng, lưu lượng phương tiện lưu thông trên quốc lộ 60 tăng đột biến. Cầu Rạch Miễu hiện tại trở thành nút thắt giao thông, thường xuyên ùn tắc giao thông, nhất là vào giờ cao điểm, không đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh trong khu vực.